Sau quãng thời gian dài không thể thi đấu vì những ảnh hưởng của dịch Covid-19, bóng đá Việt Nam đã có thể quay trở lại với đúng guồng quay của nó và mang đến những kết quả thật sự mỹ mãn. Về phần đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc 3 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và giành vé đi tiếp vào vòng đấu dành cho 12 đội tuyển mạnh nhất của châu lục. Mới nhất, chúng ta cũng đã xác định được những đối thủ mà những chiến binh rồng vàng sẽ phải đối đầu trong các trận đấu ở vòng loại cuối cùng tới đây. Nhìn chung, đó là một kết quả bốc thăm khiến cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều cảm thấy hài lòng khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là sẽ có những cơ hội không hề nhỏ trước các đội bóng tinh anh nhất của châu Á. So với bảng A thì bảng B của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là vừa sức hơn với các chiến binh áo đỏ khi có thể giúp chúng ta kiếm được số điểm hay xa hơn là tạo nên những kỳ tích mới cho bóng đá nước nhà. Với tất cả những điều này, có thể hiểu mục tiêu chính của thầy Park và đội tuyển Việt Nam từ giờ cho đến cuối năm 2021 sẽ là toàn tâm toàn ý để tập trung vào các trận đấu vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Trong bức tâm thư mà ông thầy 62 tuổi gửi đến toàn bộ các cầu thủ của chúng ta sau khi vòng loại thứ hai khép lại, cũng đã phần nào cho thấy được điều đó. Rất mong các bạn hãy luôn luôn nỗ lực như bây giờ, mang trong mình sự kiêu hãnh là một thành viên của đội bóng đã viết ra trang sử mới của bóng đá Việt Nam. Về phần mình, tôi xin hứa với các bạn rằng tôi sẽ nỗ lực hết sức một cách có trách nhiệm với công việc được giao. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm và từ bây giờ chúng ta sẽ phải chuẩn bị. Đó là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 từ tháng 9 sắp tới với những đội mạnh thật sự với đẳng cấp hàng đầu châu Á. Hơn lúc nào hết chúng ta phải tập trung hơn nữa, từ thể lực, ý chí, chiến thuật. Nếu chúng ta tiếp tục một lòng, đoàn kết, nỗ lực hết sức như chúng ta đã làm thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu mà chúng ta đề ra. Những kế hoạch chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vòng loại thứ 3 sẽ gặp phải thách thức không hề nhỏ. Thứ nhất là nó nằm ở việc tuyển quân khi để hướng đến một chặng đường đầy cam go đang chờ đón ở phía trước mắt. Vị chiến lược gia người Hàn rất muốn có thêm các gương mặt mới nhằm tạo ra những làn sóng tươi mới hơn và giúp cho tính cạnh tranh ở các vị trí của đội tuyển ngày một nâng cao hơn. Ngoài những cầu thủ đã khẳng định được chỗ đứng của mình và là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong những năm qua, thì thầy Park cũng rất cần thêm một số tân binh mới trong những lần hội quân tiếp theo của đội tuyển. Có rất nhiều các cầu thủ đã có màn thể hiện tốt ở V-League 2021 mùa giải năm nay, nhưng vẫn bị huấn luyện viên Park ngó lờ ở đợt tập trung vừa rồi. Chúng ta có thể thấy ở các trận đấu vòng loại thứ hai đã qua, đội tuyển Việt Nam đã gặp những khó khăn lớn như thế nào ở khu trung tuyến khi thiếu vắng đi Hùng Dũng và Tuấn Anh cũng không thể đảm bảo thể lực để ra sân. Điển hình là trong các trận đấu gặp Malaysia và UAE. Vì thế, việc có thêm những sự bổ sung chất lượng cho các trận đấu vòng loại thứ ba sắp tới là một điều cần thiết, mặt khác cũng có thể tạo ra những bất ngờ nhất định dành cho các đối thủ. Nhưng vấn đề ở chỗ là V-League 2021 phải đến cuối tháng 7 mới có thể trở lại để hoàn thành phần còn lại của mùa giải. Nó sẽ đặt ra những trở ngại dành cho ông Park và ban huấn luyện trong việc tìm ra các nhân tố mới dành cho đội tuyển. Thời gian cũng sẽ trở nên hạn hẹp hơn khi tháng 9 này chúng ta đã bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 với chuyến làm khách đến sân của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Một khó khăn khác nữa dành cho đội tuyển đó là việc chúng ta sẽ khó có thể có được các trận đấu giao hữu để rà soát lại lực lượng. Kế hoạch được ông Park và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra từ đầu năm là nếu chúng ta lọt vào vòng loại cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ có ít nhất là từ 1 đến 2 trận đấu để làm nóng và giúp các cầu thủ tìm được phong độ và cảm giác tốt nhất. Trước các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục tới đây, điều này càng trở nên đặc biệt quan trọng. Nhưng với diễn biến dịch Covid như hiện nay, đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi. Theo kế hoạch ban đầu, giải vô địch quốc gia LS V-League 2021 sẽ chính thức được tái khởi động lại sau gần 3 tháng tạm nghỉ từ ngày 31 tháng 7 tới đây. Ban tổ chức của hạng đấu cao nhất bóng đá Việt Nam sẽ có khoảng 1 tháng để kết thúc giải đấu, bao gồm một trận đấu còn lại của giai đoạn 1 thi đấu nốt. Tiếp đến là các trận đấu ở giai đoạn 2 với hai nhóm được chia ra để tranh ngôi vô địch và cuộc đua cho trụ hạng dành cho các đội bóng ở nửa sau của bảng xếp hạng. Tất cả sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 8 khi theo dự kiến, mùa giải V-League năm nay sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 8. Và cũng chỉ một ngày sau đó, các thành viên có trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam để chính thức bước vào công tác chuẩn bị cho các trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngày 2 tháng 9, chúng ta sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp Ả Rập Xê Út. Tính ra, những chiến binh sao vàng sẽ chỉ có khoảng thời gian hơn một tuần để vừa hội quân cùng đội, tập luyện cũng như di chuyển sang nước bạn trước màn đụng độ được dự báo là lành ít dữ nhiều trên sân của đại diện Tây Á. Đó là còn chưa kể những bất cập trong việc đi lại giữa các nước với nhau mà đội tuyển sẽ phải trải qua do tình hình dịch bệnh vẫn còn tương đối là phức tạp hiện tại của nhiều quốc gia châu Á khác. Nhưng đó vẫn chưa phải là những điều khiến cho đội tuyển Việt Nam lo lắng nhất trước thời điểm mà vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khởi tranh. Kể từ thời điểm mà kết quả bốc thăm chính thức được công bố vào hôm thứ Năm tuần trước, đã có rất nhiều những thắc mắc về địa điểm và cách thức tổ chức các trận đấu sắp tới. Có không ít ý kiến cho rằng với tình hình dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay,
các tổ chức liên đoàn trong Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã đề xuất phương án tổ chức các trận đấu tại địa điểm trung lập trên các sân trung lập như những gì từng áp dụng ở vòng loại thứ hai vừa qua. Những ý tưởng này đã ngay lập tức bị FIFA bác bỏ và cuối cùng họ đã đưa ra quyết định là các trận đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn sẽ diễn ra dưới hình thức đá hai lượt sân nhà và sân khách như bình thường. Vậy lý do vì sao FIFA lại không đồng tình với giải pháp đá tập trung? Lý do chính dẫn đến quyết định này phần lớn là nằm ở những nhà tài trợ cho giải đấu. Chúng tôi đã phải nhận quá nhiều những lời phàn nàn từ các nhà tài trợ và các đơn vị tổ chức giải đấu, đại diện của FIFA chia sẻ. Thực chất, những lời phàn nàn này bắt nguồn từ 4 lượt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 vừa qua khi AFC quyết định là sẽ cho 8 bảng thi đấu tập trung tại một quốc gia. Ngay lập tức, các nhà tài trợ của AFC đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA và cho rằng quyền lợi về hình ảnh và thương hiệu của họ đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. AFC sau đó cũng đã rất cố gắng để giải thích về sự cố này và cho rằng đó là phương án tốt nhất để thực hiện trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay. Các quy định về cách ly khi thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng là một bài toán đang khiến cho các quan chức trong liên đoàn cảm thấy đau đầu. Đã có không ít những câu hỏi được đặt ra kiểu như sau khi trở về từ trận đấu đầu tiên gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9, tuyển Việt Nam có phải cách ly y tế 14 ngày hoặc 21 ngày không? Và đội Úc khi sang Việt Nam thi đấu ngày 7 tháng 9 có phải cách ly y tế không? Đây là điều đang được khá nhiều người quan tâm bởi nếu không thể giải quyết ổn thỏa, chúng ta có nguy cơ sẽ mất đi lợi thế được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình ở các trận đấu sắp tới. Tôi đã chỉ đạo VFF khẩn trương lập kế hoạch chi tiết về lịch trình của đội tuyển, báo cáo Thủ tướng, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Y tế để tạo điều kiện tốt nhất có thể cho tuyển Việt Nam. Chứ nếu không áp dụng được quy định của AFC buộc phải đấu sân trung lập thì rất đáng tiếc, một quan chức trong ngành thể thao cho hay. Ngoài ra không thể không nhắc đến công nghệ VAR. Đây được cho là một trong những nguyên nhân chính có thể khiến cho đội tuyển Việt Nam không được thi đấu các trận sân nhà vòng loại thứ 3 trên sân Mỹ Đình. Bởi lẽ sân Mỹ Đình không có phòng VAR và cũng chưa từng đưa công nghệ này vào sử dụng tại bất kỳ một giải đấu chính thức nào trước đây. Nhưng chúng ta cũng đã có cách giải quyết cho vấn đề này. Theo những thông tin mới nhất được cập nhật, VFF có thể đề xuất mượn VAR từ AFC. AFC sẽ gửi thiết bị và người vận hành hệ thống VAR đến Việt Nam trong quá trình vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra. Phía VFF chỉ cần cung cấp phòng vận hành đủ tiêu chuẩn nằm trong hoặc gần sân vận động. Tất cả là để nhằm giúp cho đội tuyển Việt Nam có được điều kiện thi đấu tối ưu nhất để hướng đến kết quả tốt nhất ở vòng loại cuối cùng tới đây. Tiêu chung lại sau tất cả những điều kể trên, đây là những khó khăn chung mà đội tuyển của chúng ta phải chấp nhận và cố gắng vượt qua, bởi nó không chỉ xuất hiện trong trận đấu đầu tiên gặp Ả Rập Xê Út mà còn ở trong rất nhiều các trận đấu sau đó trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Hy vọng rằng thầy trò ông Park sẽ có sự thích nghi tốt, làm quen được với điều kiện thi đấu mới và viết thêm những trang sử hào hùng cho bóng đá nước nhà vòng loại thứ 3 World Cup 2022.